Xin chào tất cả anh chị em yêu hoa lan. Chắc hẳn các anh chị em yêu hoa lan, khi mà mình trồng lan thì mình sẽ cần một cái để mà cái cây lan nó bám rễ. Nếu mà không bám rễ được thì nó sẽ không thể sống được. Rất ít loại lan có thể sống được khi mà không bám rễ vào một cái vật khác. Thế thì cái vật để mà bám rễ thì sẽ là một cái vật giống kiểu như là củi gỗ rồi linh tinh. Anh em có thể có rất là nhiều, có thể gỗ lũa, có rất nhiều thứ để anh em trồng. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái thứ cũng rất là quen thuộc với lại các anh em là trồng lan, thì tôi cũng chuyên cái hàng này, cũng có rất nhiều. Cái này thì nó cũng đa dạng nhiều loại. Thế cái này là cái gì thì giới thiệu với anh em là cái khúc giớn này. Giớn này để dòng lan thì phải nói là quá tuyệt vời anh em ạ. Đây không phải là mốc đâu nhá, nó chạm vào cái không biết là chạm vào cái gì ấy, nó vô ra đây thôi. Cái này, cái khúc giớn này được đẽo gọt rất là đẹp, được làm giống như kiểu là một cái gì nhỉ? Cái đĩa, giống như một cái đĩa rất đẹp luôn. Anh em sẽ trồng vào cái khu vực Vũng Lòng này, trồng cái cây lan ở khu vực Vũng Lòng này và cho thêm những cái mùn cưa rồi phân dê các thứ vào đây, và anh em sẽ rồng. Khi mà anh em gắn vào đây thì sau này cái rễ lan nó sẽ bơm sâu vào những cái này, hoặc là bơm ở trên này, nó sẽ gắn ở trên này. Đây là một cái loại trồng lan hết sức tuyệt vời anh em ạ. Anh em xem, thế thì kích thước của nó như thế nào? Thì đây là một cái găng tay của tôi như thế này thì nó vào là 21 22 cm, nghĩa là một cái này nó sẽ rộng khoảng 25 cm và cái chiều cao của nó khoảng 10 cm. Anh em đợi một tí để tôi lấy cái thước đo nhé. Ok, vừa mới lấy thước ra đây rồi thì đo cụ thể cho anh em xem cái kích thước của nó như thế nào. Rộng 25 cm này, chiều bên này xem nào, chiều bên này thì bị hụt hơn một tí, thì tất nhiên nó sẽ không thể nào mà tròn được, tròn kiểu như tròn vo được, nó sẽ tương đối thôi. Một cái chiều này là 24, một chiều này là 25. Còn chiều này xem nào. Đây. Chiều này không được 10. Chiều này chỉ được 6 thôi. Chiều cao chỉ được 6 thôi, nhưng mà thật ra là chỉ cần đến như thế thôi. Chứ dày quá thì cũng không để làm gì. Dày quá nặng, nặng thì gửi mất nhiều cước. Thì mỗi một cái này thì nãy tôi cân thử thì nó được 1 cân. Lấy cân ra đây cho anh em xem nhé. Thì thật ra cái số cân nặng này nếu mà gửi đi xa thì nếu càng nặng thì cái số tiền nó lại, ví dụ gửi số lượng ít thì nó lên cao. Gửi ví dụ vài chục cái, vài chục cân thì nó lại rẻ, tính ra có khoảng hơn 6.000 một cái này. Nếu mà vận chuyển ví dụ vào thành phố Hồ Chí Minh mà lấy khoảng 20, ví dụ lấy khoảng 20 cái đi thì nó cái cước nó sẽ rơi vào khoảng 6.500. Tôi áng chừng khoảng từ đấy mà thôi, không cân nữa, cái này khoảng 1 cân rồi. Thì hôm nay tôi lấy về gửi cho một anh ở Hải Dương, một anh ở chợ tận trong miền Nam đấy, trong thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thì trong cái bao này là 20 cái. Tìm được cái nhà này đẽo gọt rất là đẹp luôn, thực sự rất là đẹp, mình rất là ưng ý cái nhà này làm. Còn các cái nhà khác thì họ làm cái sản phẩm này của họ nó rẻ hơn, nhưng mà nó lại không đẹp, mà nó không to như thế này. Có thể là người ta chỉ có một cái miếng bằng nửa như thế này thôi, các bạn nhìn này, các bạn hình dung này, bằng nửa găng tay này thôi nhá, nó chỉ như thế này thôi, chỉ 15-20 nghìn một cái.
Nhưng cái này thì với giá là 25.000 một cái và chưa bao ship, nghĩa là chưa có một khoản gì, giá này giá giao tại Điện Biên. Thì anh em mua thì ủng hộ thì có thể gọi điện đến số 0947 0105 85. Có nhiều những cái khúc nó bé hơn, nhưng mà để mà làm đẹp như thế này thì giá của nó là 25.000. Nhà này mình lấy rất là ưng ý luôn, họ tỉ mỉ ấy, họ làm đẹp ấy. Còn những cái khúc dớn khác thì nó không được đẹp, giá nó chỉ là 15-20 nghìn. Nói chung là có 15.000 thì ít, chủ yếu là 20.000 là nhiều. 20.000. Cái hàng 25.000 này cũng hiếm đấy, tại vì là cái cây để mà còn làm được một cái vòng to như thế này ấy, thì là nó không có nhiều. Người ta đi kiếm cũng 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 hơi khó. Xong rồi người ta lại mất công đẽo gọt làm cũng tỉ mỉ lắm đấy. Tất nhiên bản thân tôi không phải là cái người làm ra cái sản phẩm này, mà tôi chỉ có buôn bán cái sản phẩm này thôi. Lợi nhuận thì cũng nói thật với các bác là lấy cái số lượng để ăn lại, chứ còn lợi nhuận trên một cái này thì nó sẽ không nhiều. Thường thì các bác là cứ hay đặt 10 cái một, chủ yếu là anh em yêu lan, dòng lan thì anh em cần đấy, anh em thường đặt 10 cái một, thì 10 cái một thì mình cũng gửi. Và nếu như các bác gửi kiểu như gửi bưu điện ấy, gửi xe ở Điện Biên xuống các tỉnh phía xuôi thì nó rẻ, chỉ có 50.000. Ví dụ lấy 10 cái 50.000 một lần chuyển thôi thì vào 5.000 một cái. Còn ví dụ chuyển các tỉnh xa, ví dụ trong Nam hay là miền Trung miền Nam đấy, thì thì là các bác cố gắng đặt nhiều, ví dụ 20-30 cái đi, thì là cái cước nó chỉ vào tầm hơn 6.000 một cái, càng nặng thì càng rẻ. Thì các bác đặt cái số lượng như thế thì khoảng 20-30 giỏ lan thì các bác trồng cũng, và các bác cứ để đây, cái này nó cũng không hỏng được, càng để lâu thì dòng lan cũng càng tốt đấy. Thì nếu như ở các bác ở xa thì cố gắng lên đặt số lượng nhiều để nó rẻ cước đi, với là thứ hai nữa là đằng nào các bác cũng trồng. Và trồng cái này nó tốt, mình buộc vào cái thân cây cũng được, nhưng mà trồng cái này cũng tốt. Ok, cảm ơn các bác nhé. 25.000 một cái, 0947 010585. Cảm ơn các bác.